Được phát triển từ phiên bản L, Honda CR-V LSE 2021 mới, bản L Special Edition, chính là phiên bản cao cấp nhất trong 3 phiên bản L, G, E của dòng Honda CR-V Facelift. Phiên bản đen từ trong ra ngoài này của Honda CR-V đáp ứng cho nhu cầu sở thích từ đối tượng khách hàng trẻ, những khách hàng đòi hỏi một sản phẩm nam tính. Bên cạnh đó, phiên bản CR-V LSE sẽ giúp dòng CUV 5+2 chỗ thoát khỏi hình ảnh đơn thuần là dòng CUV phục vụ cho gia đình. Honda CR-V LSE tại Việt Nam chỉ có duy nhất một lựa chọn sơn đen bóng. So với các phiên bản thông thường, CR-V LSE được tinh chỉnh lại các chi tiết về ngoại thất và nội thất nhằm tăng thêm vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn, bao gồm đường viền mạ chrome tối màu, dàn chân mâm 18 inch 5 chấu, nhưng được sơn đen và logo Black Edition phía sau xe. Trong khi đó, nội thất Honda CR-V LSE sử dụng vật liệu tối màu như ốp vân gỗ màu đen. Hàng ghế phía trước với điểm nhấn là dòng chữ Black Edition được thêu tỉ mỉ, trần xe màu đen và các đường viền trang trí trên táp lô, mặt đồng hồ và cánh cửa cũng được chuyển sang màu đen. Không có khác biệt gì về động cơ và hệ truyền động, CR-V LSE vẫn sử dụng động cơ 4 CIL thẳng hàng, dung tích 1.5 lít tăng áp cho công suất tối đa 188 mã lực, sử dụng kế hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, FWD. Phiên bản này được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Honda Sensing gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm giải tốc độ thấp, hệ thống giảm thiểu trạch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Giá xe Honda CR-V LSE 2021 bán ra 1,138 tỷ đồng tại Việt Nam, cao hơn phiên bản L cao cấp 20 triệu đồng. Nhìn chung, giá chênh khoảng 20 triệu đồng với nhiều chi tiết màu sơn đen khá hợp lý với nhiều khách hàng đòi hỏi phong cách mạnh mẽ, cá tính. Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V là dòng xe bán chạy trong phân khúc CUV 5+2 chỗ ngồi. Trên thực tế, Honda CR-V là lựa chọn của các khách hàng ở độ tuổi trung niên, đối tượng mua xe theo xu hướng ăn chắc mặc bền. Có thể thấy, Honda CR-V LSE là một sản phẩm góp phần thay đổi tệp khách hàng của dòng CR-V, giúp CR-V tiếp cận được nhiều khách hàng trẻ, đối tượng khách hàng đang dành nhiều sự quan tâm dành cho các mẫu xe CUV 5+2 chỗ đến từ Hàn mang thiết kế đẹp mắt.